Sau đây thì tôi xin trình bày một số những cái nội dung cập nhật về điều trị ung thư vú từ hội nghị ESMO vừa rồi tổ chức từ cách đây hơn một tháng. Và đây là những cái nghiên cứu về ung thư vú và đáng chú ý ở cái hội nghị ESMO vừa rồi. Đối với ung thư vú giai đoạn sớm thì có những cái dữ liệu cập nhật về nghiên cứu MONAD-E, tức là nghiên cứu mà điều trị bổ trợ bằng cái thuốc một chỗ ức chế CDK46 là abemaciclib, cũng như là cập nhật những cái kết quả dữ liệu của nghiên cứu KEYNOTE-522, tức là nghiên cứu mà điều trị tân bổ trợ phác đồ có cái thuốc miễn dịch pembrolizumab cho cái nhóm mà bộ ba âm tính, và sau đấy thì là điều trị duy trì bổ trợ bằng miễn dịch cho đến một năm. Và trong ở hội nghị ESMO thì cũng có hai nghiên cứu đáng chú ý về điều trị tân bổ trợ miễn dịch, tức là nghiên cứu CheckMate về nivolumab và nghiên cứu KEYNOTE-756 về pembrolizumab, nhưng mà trên cái nhóm đối tượng là HER2 âm tính và thụ thể nội tiết dương tính. Nghiên cứu KEYNOTE-522 là đối với cái nhóm mà bệnh nhân mà triple negative, nhưng mà cái điểm mới của hai nghiên cứu CheckMate 7FL và nghiên cứu KEYNOTE-756 đây là trên một cái nhóm đối tượng khác, là cái nhóm mà HER2 âm tính và thụ thể nội tiết dương tính giai đoạn sớm và điều trị tân bổ trợ, cũng cho thấy ở cái nhóm nguy cơ cao cũng cho thấy được cái cải thiện về cái tỷ lệ đáp ứng khi mà kết hợp là hóa trị với là miễn dịch. Và cái nội dung thứ hai là về các cái nghiên cứu về giai đoạn muộn, thì chủ yếu là nổi bật là các cái nghiên cứu về các thuốc ADC, tức là các cái thuốc mà liên hợp giữa là thuốc và kháng thể. Đối với cái phân nhóm mà thụ thể tiết dương tính hai âm tính, có nghiên cứu là Chopin, là nghiên cứu mà về thuốc liên hợp giữa một cái thuốc độc tế bào Ritucan và thuốc ức chế CHOK2, và các cái nghiên cứu mà Destiny về cái thuốc Enhertu, Chatturumab, Ritucan cập nhật. Và do cái giới hạn của cái bài cập nhật là trong 2 phút, do vậy là tôi chỉ chọn trình bày ra cái dữ liệu của 3 nghiên cứu. Đối với nghiên cứu giai đoạn sớm là nghiên cứu MONAD-E, và đối với giai đoạn muộn là có nghiên cứu Chopin và nghiên cứu Destiny. Và dữ liệu đầu tiên là báo cáo về cái kết quả 5 năm của nghiên cứu MONAD-E về điều trị bổ trợ abemaciclib kết hợp với nội tiết ở bệnh nhân nguy cơ cao, khoa học dương tính so với lại bệnh nhân mà chỉ dùng nội tiết đơn thuần. Và cái bối cảnh của nghiên cứu này là cái thuốc abemaciclib thì trong cái giai đoạn mà di căn thì cũng đã cho thấy là có cái hiệu quả. Và những cái dữ liệu mà phân tích ở tại cái thời điểm 4 năm thì cũng cho thấy là cái cải thiện về cái IDFS, tức là cái thời gian mà không bệnh tức là không bệnh xâm nhập thì có cải thiện, và P có ý nghĩa. Và cái dữ liệu 4 năm này cũng đã dẫn tới là phê duyệt của abemaciclib trong kết hợp với nội tiết có thể là tamoxifen hoặc là ức chế aromata trong cái điều trị bổ trợ cho những bệnh nhân mà có cái hạch dương tính và có cái nguy cơ cao tái phát. Và cái dữ liệu của ESMO vừa rồi là họ cập nhật tại cái dữ liệu tại thời điểm 5 năm là cái lần phân tích thứ 3. Về thiết kế nghiên cứu thì là những bệnh nhân mà có nguy cơ cao, có hạch dương tính, thụ thể nội tiết dương tính, HER2 âm tính, và những bệnh nhân mà trước đấy điều trị hóa trị bổ trợ thì cũng được chấp nhận, và bệnh nhân có thể là tiền hay là hậu mãn kinh, và sau phẫu thuật thì là bệnh nhân được trong cái thời kỳ điều trị bổ trợ hóa chất thì được phân ngẫu nhiên nội tiết là tiêu chuẩn theo cái quyết định của bác sĩ điều trị, và một nhóm là kết hợp với abemaciclib. Đây là các cái dữ liệu về phân tích về IDFS thì cho thấy là cái thời gian không bệnh tái phát cũng như cái thời gian mà không bệnh xâm nhập thì có cái hiệu quả hơn ở cái nhóm mà được kết hợp với lại abemaciclib. Và cái dữ liệu mà tại thời điểm 5 năm cũng cho thấy là cái lợi ích còn lớn hơn so với phân tích tại thời điểm 4 năm. Nhận như cái IDFS thì cải thiện từ 76 lên 83% và P có ý nghĩa thống kê. Và ở các cái phân nhóm thì đều là nhất quán ở các cái kết quả điều trị này. Đây là họ đánh giá về là sống thêm toàn bộ và cũng như là cái tỷ lệ mà tái phát di căn. Tại cái thời điểm mà người ta phân tích có 3 thời điểm phân tích, thì tại tất cả các thời điểm
phân tích về sống thêm rồi là các cái liên quan đến cái tỷ lệ tử vong, tỷ lệ tái phát di căn thì đều sống thêm được cải thiện hơn ở cái nhóm được kết hợp với abemaciclib. Đây là họ cũng so sánh ở các cái phần nhóm ở trong cái nghiên cứu này thì có nghiên cứu MONAD-E thì có hai cái nhóm phân có hai họ ở đây họ chia làm hai nhóm, một nhóm là hạch từ 4 trở lên và hạch từ 1 đến 3 trở lên, thì ở hai cái phân nhóm này thì đều cho thấy là cái đều cho thấy cái hiệu quả của thuốc kết hợp CK46 abemaciclib so với lại là thuốc nội tiết đơn thuần. Về phân tích về cái tính an toàn thì tính từ cái thời điểm tại cái thời điểm mà phân tích lần thứ ba này thì cái mà độc tính từ độ 3 trở lên ở cái nhóm mà kết hợp thì là khoảng 50% và cái nhánh mà điều trị nội tiết đơn thuần là 16%. Tuy nhiên là những cái tỷ lệ mà độc tính mà dẫn tới là bệnh nhân là phải dừng điều trị thì cũng không quá lớn ở cái nhóm mà kết hợp với abemaciclib. Đây là cái kết luận từ những cái đánh giá của phẫu thuật viên bác sĩ điều trị tại cái dữ liệu 5 năm. Như vậy là 5 năm thì là cái IDFS cải thiện từ 76 đến 83%. Còn cái tỷ lệ mà không bệnh tái phát chung thì cũng cải thiện từ 79 lên 86%. Và những cái tỷ lệ tử vong được ghi nhận thì cũng thấp hơn ở cái nhánh mà được kết hợp với abemaciclib. Về các cái dữ liệu về tính an toàn thì cũng đồng nhất với những cái phân tích trước đấy của abemaciclib và cũng những cái thời điểm muộn hơn thì cũng không xuất hiện những cái độc tính mới. Và kết luận từ cái dữ liệu phân tích mới ở ASCO vừa rồi thì là cũng đưa ra kết luận là cái lợi ích của abemaciclib bổ trợ thì vẫn duy trì muộn ở tại cái thời điểm 5 năm và cũng ủng hộ cho cái việc là điều trị bổ trợ abemaciclib. Và nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu về một cái thuốc ADC, tức là thuốc liên hợp độc tế bào deruxtecan và thuốc kháng thể đơn dòng kháng CHOP2 là datopotamab trong điều trị ung thư vú di căn có thụ thể tiết dương tính và HER2 âm tính. Và cái cơ sở nghiên cứu này là cái nhóm mà thụ thể tiết dương tính HER2 âm tính thì chiếm tới 60% các loại. Và cũng có một cái khoảng trống trong cái việc điều trị này là những bệnh nhân mà được điều trị nhiều các phác đồ nội tiết thì những cái lựa chọn tiếp sau đấy thì cũng rất là hạn chế và chủ yếu là hóa chất, và hóa chất thì độc tính và cái tỷ lệ đáp ứng thì cũng thấp. Và cái dato DxD tức là một cái thuốc mà liên hợp giữa kháng thể kháng CHOP2 và một cái thuốc độc tế bào thì cũng cho thấy là có những cái nghiên cứu pha sớm thì cũng cho thấy hiệu quả và tính an toàn. Và nghiên cứu này thì họ so sánh giữa dato DxD với lại là một cái hóa trị do phẫu thuật viện do bác sĩ điều trị là quyết định, và trên những bệnh nhân mà trước đấy cũng đã có những nhiều line điều trị với nội tiết và điều trị hóa trị. Và về các cái đặc tính về chủng tộc rồi là các phác đồ điều trị trước đấy rồi là các thuốc CK46 điều trị trước đấy thì cũng tương đồng giữa hai nhóm. Và kết quả là cho thấy là cái PFS đánh giá bởi một cái ủy ban độc lập thì cải thiện hơn ở cái nhóm dùng dato DxD từ 4.9 lên 6.9 và cái P ở đây là có ý nghĩa thống kê và cho thấy là cái dato DxD được cải thiện về PFS. Đấy, tuy nhiên là về OS thì cần phải tiếp tục phải theo dõi và có những đánh giá thêm. Tuy nhiên là những cái OS và những cái phân tích giữa kỳ thì cũng cho thấy là trong thời gian theo dõi trung bình là gần 10 tháng thì cho thấy là cũng có vẻ có ưu thế về cái dato DxD. Đây là về các cái tính an toàn. Nhìn chung là độc tính từ độ 3 trở lên ở cái như là trên hệ tạo huyết, thiếu máu hay là hạ bạch cầu thì nó cũng độ 3 độ trở lên thì cũng thấp. Và các độc tính mà trên hệ tiêu hóa thì có xu hướng là cao hơn là dato DxD nhưng mà độ cao thì thấp, mệt mỏi cũng như vậy. Và nhìn chung là các cái độc tính từ độ 3 trở lên thì nó cũng không có sự khác
không sự khác biệt lớn giữa hai nhóm. Và kết luận từ nghiên cứu cho thấy là cái Dato DXD là cải thiện về PRS so với là hóa trị ở dùng nhân và ung thư vú thuộc thể tiết dương tính hay âm tính điều trị nhiều phác đồ. Tuy nhiên là cái tỷ lệ đáp ứng cũng cao hơn, và cái OS thì những phân tích bước đầu thì cũng cho thấy là có sẽ có ưu thế hơn, và cũng không có những các cái biến cố mà đặc biệt mà được ghi nhận. Và cuối cùng cái nghiên cứu thứ ba là nghiên cứu về một cái, cũng là một cái thuốc mà liên hợp giữa kháng thể và độc tế bào, thuốc độc tế bào Dupixent và Trastuzumab là kháng HER2 trên những bệnh nhân ung thư vú có HER2 dương tính. Nhưng mà ở đây là trên cái nhóm bệnh nhân di căn não. Kết quả nghiên cứu Destiny 01, 02, 03 thì cũng được báo cáo ở nhiều các nghiên cứu, nhưng mà đối với cái phần nhóm mà có di căn não thì cũng chưa được đánh giá một cách đầy đủ. Và cái nghiên cứu này họ tập phân tích tổng hợp của các ba nghiên cứu về Trastuzumab, Dupixent để mà phân tích cụ thể trên cái nhóm bệnh nhân mà có di căn não để đánh giá xem là cái hiệu quả của thuốc này trên cái phân nhóm di căn não thì nó có sự khác biệt lớn hay không. Và cả ba nghiên cứu này thì cái số lượng bệnh nhân cũng rất là lớn. Có nghiên cứu Destiny 02 là lên tới hơn 600 bệnh nhân cơ. Và các cái nhóm này thì hầu hết là đã được điều trị trước đấy với nhiều các cái phác đồ mà có cái thuốc kháng HER2, T-DM1. Và các đối tượng là nghiên cứu thì bao gồm cả những bệnh nhân di căn não thì có thể có triệu chứng, hoặc là trước đấy là đã được không triệu chứng, hoặc trước đấy là đã được kiểm soát bằng các cái điều trị tại chỗ. Tuy nhiên là những bệnh nhân mà được điều trị tại chỗ trong phạm vi khoảng 14 đến 60 ngày thường nghiên cứu này thì họ loại trừ để họ đánh giá được cái hiệu quả của thuốc này trên các cái di căn não. Và ba nghiên cứu này thì họ tổng hợp được cái nhóm bệnh nhân mà TDXD là khoảng hơn 800 bệnh nhân, và nhóm đối chứng là 465 bệnh nhân. Trong đấy là cái nhóm TDXD thì có khoảng 148 bệnh nhân di căn não, và nhóm chứng là có khoảng 83 bệnh nhân di căn não. Đây là các cái đặc điểm bệnh nhân về tuổi, rồi là về các cái khu vực, rồi là các cái đặc tính và di căn bệnh nhân di căn nguyên từ đầu hay là di căn thì cũng tương đồng giữa các cái nhóm. Đây là các đặc điểm về mặt điều trị của bệnh nhân. Trước đấy là điều trị bao nhiêu line, và các cái thuốc trước đấy là dùng bao gồm các Trastuzumab, Pertuzumab, T-DM1 hay là các thuốc mà TKI kháng HER2. Rồi bệnh nhân mà di căn não thì được điều trị bằng xạ trị, được phẫu thuật hay là bằng cả phẫu thuật cả xạ trị. Nhìn chung là các cái đặc tính này do cái tính chất ngẫu nhiên thì nó, các cái tỷ lệ này thì nó cũng tương đồng giữa các nhóm mà TDXD di căn não với lại không nhóm chứng di căn não, hay nhóm mà dùng TDXD không di căn não, hay là nhóm chứng mà không di căn não, thì các tỷ lệ này là cũng gần tương đồng nhau. Và cái kết quả nghiên cứu cho thấy là ở cái xét riêng mình cái nhóm di căn não thì cái mà cái PFS, tức là cái mà tiến triển tại não, tiến triển tại não thì sẽ cải thiện hơn ở tốt hơn ở cái nhánh mà được dùng TDXD, tức là cả cái nhóm mà bệnh nhân mà có di căn não đang ổn định hay là di căn não mà đang có triệu chứng đang hoạt động. Nhưng mà đáng chú ý là những bệnh nhân mà di căn não mà chưa được kiểm soát tại chỗ và những di căn não mà có triệu chứng và đang thì cái TDXD là cái lợi ích, cái tỷ lệ kiểm soát còn tốt hơn, tức là cái mà tiến triển tại não, là thời gian mà tiến triển tại não tại TDXD là khoảng 19 tháng, trong khi đấy cái nhánh chứng chỉ có 4 tháng, cho thấy là đặc biệt là cái nhóm mà di căn não chưa được kiểm soát tại chỗ và đang hoạt động, đang có triệu chứng thì cái việc dùng TDXD thì nó hiệu quả còn cao hơn so với cái nhóm chứng. Và những nguyên nhân mà đang ổn định, di căn não đang ổn định thì vẫn có lợi ích, nhưng mà lợi ích thì nhỏ hơn. Đây là những cái vị trí mà vị trí mà tiến triển đầu tiên ở cái nhánh mà được dùng TDXD. Ở đây người ta có phân ra các cái tiến triển mà chỉ tại não, tại ngoài não hay là cả hai, thì cho thấy đều có cái lợi ích của cái việc mà TDXD trong cái việc là trì hoãn cả tiến triển tại não và tiến triển ngoài não. Đây là về cái tính an toàn. Như vậy là cái độc tính mà độ 3 trở lên thì cái nhóm mà TDXD thì có vẻ cao hơn hóa trị, nhưng mà cũng không phải quá nhiều. Thường là cái nhánh mà dùng chứng khoảng 36-37 thì cái nhánh mà từ độ 3 trở lên của TDXD khoảng 42-43. Đây, trong đấy thì những cái độc tính nặng thì khoảng 12-13%, trong cái nhánh chứng là khoảng 7-8%.
mà phải dừng điều trị thì cũng có vẻ cao hơn, nhưng không quá nhiều cái nhánh mà dùng TDXD. Như vậy là kết luận là từ các cái của nghiên cứu này thì cho thấy là tổng hợp của cả ba cái nghiên cứu này về cái thuốc TDXD hay là Trastuzumab deruxtecan Enhertu thì cho thấy là cái ở cả những bệnh nhân mà có di căn não mà đã được điều trị tại chỗ ổn định hay không triệu chứng, ở những bệnh nhân di căn não có triệu chứng mà chưa được kiểm soát tại chỗ thì cái tỷ lệ đáp ứng tại não thì đều cao hơn ở cái nhánh mà dùng TDXD, và cái tiến triển tại não thì cũng sẽ chậm hơn tại nhánh được dùng TDXD. Còn những cái vấn đề về độc tính thì cũng được kiểm soát tốt ở cái thuốc này và chấp nhận được, và cũng tương đương với những cái quần thể chung. Và do vậy là từ người ta cho rằng cái thuốc này là một cái thuốc mà hiệu quả cho bệnh nhân mà có HER2 dương tính và có cái di căn não, dù là có triệu chứng hay không có triệu chứng, đã được kiểm soát tại chỗ hay là không được kiểm soát tại chỗ. Và như vậy tôi cũng xin tổng kết lại các cái bài trình bày. Như vậy là những cái hội nghị ASCO vừa rồi, hội nghị ESMO vừa rồi cũng ghi nhận những các cái báo cáo và những cái tiến bộ trong cái việc mà điều trị toàn thân ung thư vú di căn, và đặc biệt là những cái dữ liệu đối với giai đoạn sớm là những cái dữ liệu điều trị bổ trợ bằng các cái thuốc điều trị đích CK46 cho cái nhóm thụ thể tiết dương tính, và cái ghi nhận ở những cái phân tích mà thời điểm 5 năm thì cho thấy là nó vẫn cái lợi ích nó vẫn duy trì, và đặc biệt là các cái thuốc miễn dịch trong cái điều trị tân bổ trợ ung thư vú giai đoạn sớm chưa di căn, không chỉ cho nhóm mà triple negative mà cả cho cái nhóm mà có HER2 âm tính và thụ thể tiết dương tính, thì cái điều trị miễn dịch nó cũng cho thấy nó cũng có hiệu quả về tân bổ trợ. Và đối với dạng di căn là những cái thuốc mà ADC, tức là thuốc liên hợp giữa kháng thể và thuốc cho cái phân nhóm mà có HER dương tính, đấy là TDXD, hay là cái thuốc mà cho cái nhóm mà HER2 âm tính, đấy là Dato-DXD, thì cũng cho thấy là được cải thiện được cái PFS ở những cái bước điều trị rất là muộn, và đặc biệt là cái TDXD thì cho thấy là cái hiệu quả còn cao trên bệnh nhân di căn não. Và bài trình bày của tôi đến đây kết thúc, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp.